Trong những khu rừng nhiệt đới rậm rạp và đầm lầy mênh mông, nơi mà sự sống hoang dã vẫn còn nguyên vẹn và đầy bí ẩn, có một loài động vật khổng lồ và mạnh mẽ, được coi là vua của đầm lầy. Đó chính là trâu rừng hoang dã. Trâu rừng hoang dã là một kỳ quan của thiên nhiên. Một con trâu rừng trưởng thành có thể nặng tới 1.200 kg, tương đương với trọng lượng của một chiếc xe hơi nhỏ. Chiều dài cơ thể của chúng có thể lên đến 3 mét, với đôi sừng cong mạnh mẽ, đôi khi dài tới 1,5 mét. Trâu rừng là một trong những loài động vật lớn nhất còn sống ở châu Á, với trọng lượng có thể lên đến 1,2 tấn. Chúng sống chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới và đầm lầy, nơi mà nguồn nước phong phú và rậm rạp. Trâu rừng hoang dã không chỉ nổi bật với kích thước và sức mạnh, mà còn với số lượng cá thể và phạm vi phân bố rộng lớn. Hiện nay, ước tính có khoảng 3.000 đến 4.000 con trâu rừng hoang dã còn tồn tại trên thế giới. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở các khu vực đầm lầy và rừng ngập nước tại Đông Nam Á, Nam Á và các vùng khác của châu Á, từ Ấn Độ, Nepal cho đến Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Với cơ thể to lớn và mạnh mẽ, trâu rừng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 30 km/h, cho phép chúng vượt qua những vùng đầm lầy và rừng rậm một cách dễ dàng. Tuy nhiên, không chỉ có sức mạnh và tốc độ, trâu rừng còn được biết đến với tuổi thọ ấn tượng. Một con trâu rừng trưởng thành có thể sống tới 25 năm trong điều kiện hoang dã, trải qua nhiều mùa mưa nắng và đối mặt với vô số thách thức từ tự nhiên. Trâu rừng sống thành đàn, với mỗi đàn có thể lên đến 30 con, tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và bảo vệ lẫn nhau khỏi những mối đe dọa từ kẻ thù tự nhiên như hổ, sư tử và cá sấu. Với sự đoàn kết và sức mạnh, trâu rừng thực sự là biểu tượng của sự bền bỉ và kiên cường trong thế giới hoang dã. Chế độ ăn của trâu rừng chủ yếu là các loại cỏ và thực vật nổi trên mặt nước như cỏ lau, lá dại và các loại cây sậy. Chúng là những người ăn cỏ khá đặc biệt, sử dụng chiếc lưỡi liềm của mình để nhổ và nhai thức ăn một cách hiệu quả. Mỗi ngày, một con trâu rừng có thể ăn tới 30 kg cỏ, giúp chúng duy trì năng lượng và sức mạnh để đối mặt với môi trường khắc nghiệt. Trâu rừng có khả năng bơi lội xuất sắc và thường tìm kiếm thức ăn ở những vùng nước sâu hoặc đầm lầy. Điều này cho thấy sự thích ứng linh hoạt của chúng với môi trường sống nhiều nước. Kỹ năng bơi lội của trâu rừng không chỉ giúp chúng tìm kiếm thức ăn mà còn là cách để tránh kẻ săn mồi và bảo vệ lãnh thổ. Để tìm kiếm thức ăn, trâu rừng thường di chuyển qua các vùng đầm lầy và rừng ngập nước. Chúng có khứu giác nhạy bén và trí nhớ tuyệt vời, giúp chúng nhớ rõ những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào và quay lại khi cần. Trâu rừng cũng rất khéo léo trong việc tìm nơi ở và trốn kẻ thù. Chúng thích những vùng đầm lầy sâu, nơi có nước để ngâm mình và bùn để làm mát cơ thể. Ngâm mình trong bùn không chỉ giúp chúng tránh nóng mà còn là cách hiệu quả để trốn thoát khỏi các loài ký sinh trùng và côn trùng gây hại. Khi đối mặt với nguy hiểm từ những kẻ thù tự nhiên như hổ, sư tử và cá sấu, trâu rừng sử dụng tốc độ ấn tượng của mình để chạy trốn. Chúng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 30 km/h, giúp chúng thoát khỏi những cuộc săn đuổi nguy hiểm. Một trong những vũ khí quan trọng nhất của trâu rừng chính là cặp sừng cong mạnh mẽ, có thể dài tới 1,5 mét. Sừng của trâu rừng có hình dạng đặc biệt, hơi cong ngược vào trong và có phần đầu nhọn như lưỡi liềm. Những chiếc sừng này không chỉ giúp chúng tự vệ mà còn là công cụ tấn công sắc bén. Khi bị đe dọa, trâu rừng có thể sử dụng đôi sừng để đâm và hút kẻ thù, gây ra những vết thương nghiêm trọng và khiến sư tử phải dè chừng. Không chỉ có tốc độ và sừng lợi hại, trâu rừng còn sở hữu cơ bắp mạnh mẽ, cho phép chúng hất tung và đẩy lùi sư tử chỉ bằng một cú hút mạnh. Sức mạnh này không chỉ đến từ trọng lượng và cơ bắp của chúng mà còn từ sự quyết tâm bảo vệ bản thân và đàn của mình. Đặc biệt, trâu rừng không bao giờ chiến đấu một mình. Chúng sống thành đàn và luôn bảo vệ lẫn nhau. Khi một con trâu bị tấn công, cả đàn sẽ hợp sức để đánh đuổi kẻ thù. Sự đoàn kết này tạo nên một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ, khiến sư tử phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tấn công. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, tốc độ và chiến thuật, trâu rừng hoang dã không chỉ là biểu tượng của sự bền bỉ và kiên cường mà còn là một chiến binh thực thụ trong thế giới hoang dã. Có thể tấn công lại sư tử, hổ và cá sấu. Để phân biệt giữa trâu đực và trâu cái, ta có thể nhìn vào kích thước và cấu tạo cơ thể. Trâu đực thường lớn hơn, nặng từ 900 đến 1.200 kg, với cơ bắp săn chắc và sừng to, dài hơn. Trâu cái nhỏ hơn, nặng từ 700 đến 900 kg, và sừng ngắn hơn, ít cong hơn. Trâu rừng thường sống đàn và có hệ thống xã hội phức tạp. Đàn trâu rừng thường bao gồm một con đực và nhiều con cái, với một con đực lớn chủ yếu đảm nhiệm vai trò giữ lãnh thổ và giao phối. Trong mùa giao phối, trâu đực thường thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình để thu hút bạn tình. Chúng sẽ hút đầu vào cây hoặc đấu với các con đực khác để khẳng định vị thế. Những con đực mạnh nhất, với sừng lớn và cơ bắp săn chắc, sẽ thu hút được nhiều trâu cái hơn. Trâu rừng thường tìm bạn tình qua khứu giác nhạy bén và các tín hiệu âm thanh. Chúng phát ra những tiếng gọi đặc trưng để thông báo về sự hiện diện và sẵn sàng giao phối. Sau khi ghép đôi, trâu cái sẽ chọn những khu vực an toàn và yên tĩnh trong rừng hoặc đầm lầy để chuẩn bị nơi sinh sản. Chúng tìm kiếm những vùng có cao hoặc bụi cây rậm rạp để làm nơi trú ẩn,
bảo vệ con non khỏi các mối nguy hiểm. Thời gian mang thai của trâu rừng kéo dài khoảng 10 đến 11 tháng. Khi đến thời điểm sinh con, trâu cái sẽ chọn nơi kín đáo và yên tĩnh để sinh. Một lứa sinh thường chỉ có một con, hiếm khi là hai con. Con non khi sinh ra đã có khả năng đứng dậy và đi lại trong vòng vài giờ, nhưng vẫn cần sự chăm sóc và bảo vệ từ mẹ. Trâu cái rất chăm sóc con non, bảo vệ chúng khỏi kẻ thù và dẫn dắt chúng đi kiếm ăn. Trong những tháng đầu đời, con non sẽ bú sữa mẹ và dần dần bắt đầu ăn cỏ. Sự chăm sóc tận tình của trâu cái giúp con non phát triển khỏe mạnh và sẵn sàng đối mặt với môi trường hoang dã. Sự đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau trong đàn trâu rừng cũng là yếu tố quan trọng giúp con non lớn lên an toàn. Đàn trâu rừng không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi bảo vệ và nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của loài trâu rừng hoang dã. Khi một con trâu rừng con chào đời, nó đã có thể đứng dậy và đi lại chỉ trong vài giờ đầu tiên. Mặc dù vậy, sự yếu đuối và mong manh của nó trong những ngày đầu đời khiến nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc và bảo vệ của mẹ. Trong những tuần đầu tiên, trâu non sống bằng sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp chúng phát triển nhanh chóng. Sữa mẹ không chỉ cung cấp năng lượng mà còn chứa các kháng thể giúp trâu non chống lại bệnh tật. Khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi, trâu non bắt đầu tập ăn cỏ, học cách tìm kiếm thức ăn dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đây là giai đoạn quan trọng giúp trâu non làm quen với môi trường xung quanh và phát triển hệ tiêu hóa để thích nghi với chế độ ăn thực vật. Bên cạnh việc học cách kiếm ăn, trâu non còn học cách bảo vệ mình khỏi các kẻ thù. Dưới sự dạy bảo của mẹ và đàn, chúng học cách nhận biết các mối nguy hiểm và sử dụng kỹ năng chạy nhanh, né tránh để tự vệ. Thời gian chơi đùa và luyện tập với những con trâu non khác cũng giúp chúng phát triển thể lực và kỹ năng xã hội. Những trò chơi giả vờ đấu đá không chỉ giúp chúng khỏe mạnh mà còn rèn luyện kỹ năng chiến đấu và bảo vệ lãnh thổ khi trưởng thành. Từ 3 đến 4 năm, trâu non bắt đầu trưởng thành về mặt thể chất và tinh thần. Chúng trở nên mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng đảm nhận vai trò trong đàn. Trâu đực thường sẽ rời khỏi đàn mẹ để tham gia vào các đàn khác, tìm kiếm cơ hội giao phối và khẳng định vị thế của mình. Hành trình từ một con non yếu đuối trở thành một trâu rừng trưởng thành là một quá trình đầy thử thách nhưng cũng đầy vẻ đẹp và sự kỳ diệu. Sự chăm sóc của mẹ, sự bảo vệ của đàn và những kỹ năng học hỏi qua thời gian giúp trâu non không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong thế giới hoang dã. Trâu rừng là một phần không thể thiếu của thiên nhiên hoang dã. Việc bảo vệ và duy trì sự tồn tại của chúng không chỉ giúp bảo vệ hệ sinh thái mà còn là bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ diệu. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên hấp dẫn như thế này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này và hẹn gặp lại trong các video sau nhé.